đây đi. Tại Nghĩa Trang Bình An, ông Nguyễn Thanh Sơn đã lưu lại trên một giờ đồng hồ để thắp hương, cầu nguyện và trong một thái độ khá gay gắt, ông giải thích với những Việt kiều có mặt trong đoàn, với báo chí trong và ngoài nước, qua đó nhắn gửi đến người Việt hải ngoại về hiện trạng của Nghĩa Trang, cũng như về chủ trương của chính phủ Việt Nam đối với Nghĩa Trang này. Rồi mời đồng bào đi ra trường sao về. Trong đoàn này có cái... muốn đi ra đây để... Anh xem đây, tất cả những ngôi mộ đã có người chăm sóc thì rất là đẹp đẽ. Nhưng mà 40 năm nay canh để như thế này, có đúng không? Nếu như không có người đắp mộ thì làm sao được như thế này, có đúng không ạ? Nếu như không có người đắp và không có người chăm sóc thì làm sao mà ngôi mộ, anh cứ tính là 40 năm để đất như thế này. Để đất không như thế này thôi thì nó cũng xuống, nó cũng lún, nó sụt, nó đất, còn đây là đã đắp lại. Đây là nghĩa trang đều đã đắp lại hết, anh mới thấy nó như này. Thế và anh nhìn những ngôi mộ nhà các gia đình đã ra chăm nom xây, bình thường tôi nói là nghèo nhất hay là ít nhất cũng xây như thế này. Có đúng không? Đây tôi nói đây, tất cả những ngôi mộ chị Châu ạ, chị Hàng. Bây giờ tôi nói đây, có gì vào đây thấy khang trang và không có ai. Bây giờ những ngôi mộ như thế này không ai chăm sóc cả. Chị thấy không? 40 năm nay không ai chăm sóc, mà nếu không có anh em mà ta đắp thì làm sao vẫn còn đất như thế này? Còn đất như thế này. Thế còn đây là những ngôi mộ mà người ta ít tiền người ta xây thế kia. Thế còn nhiều tiền ta xây đá thế kia. Và nhiều tiền nữa người ta xây như thế kia. Rất là đẹp, có ai ngăn cản đâu. Tôi thấy là không có ai ngăn cản và không ai công đoán người ta cả. Nhưng mà 40 năm nay nếu như không có sự chăm sóc, ít nhất là đắp lại, đắp đi đắp lại cho các anh em ở đây, thì làm sao có những ngôi mộ còn nguyên như thế này? Tôi nói đây là một cái chân lý, đây là một cái sự thật hiển nhiên. Đây là sự thật hiển nhiên. Không ai có thể chối cãi được. Mà tôi nói rằng đây ông tôi chỉ nói với ông, tôi nhờ ông Vũ Hoàng Lân, ông ấy quay cho tôi. Và ông nói ông Nguyễn Tân Lạc kêu gọi anh em về xây mộ cho những người này. Và đây. Không đủ thẩm quyền đâu. Không những thẩm quyền là tư cách. Tôi xin bái tất cả các anh em. Đây là tôi nói một ngôi mộ này.
Đây là ngôi mộ của anh Sỉ. Anh Sỉ đã được gia đình xây lại. Tôi đề nghị anh đi kiến trúc, anh cũng chụp đi. Đây, ngôi mộ đã được xây lại đẹp đẽ như thế này, có ai cấm đoán gia đình đâu. Và vong linh hồn các ở vị ở đây. Thấy đại ảnh đẹp chưa? Rất là đẹp. Và những ngôi mộ này 40 năm nay các anh không ai chăm sóc cả. Không ai chăm sóc, và các anh cứ kêu gọi ở bên Mỹ là cộng sản nói cộng sản không làm, nhưng cộng sản làm đây. Đường xá phong quang đẹp, cây cối nguyên si và gia đình đến xây đây. Còn các anh cứ nói là không làm mà các anh quên đồng đội các anh làm đây. 40 năm đây để ta làm, tôi nói là nếu là mộ đất không thì không còn cái gì nữa nếu chúng tôi không đắp lại. Đây là một sự thật, tôi đề nghị anh Ngọc Lập phải ghi nhận. Và anh Lý Kiến Trúc phải ghi nhận. Nếu như đây mà không có đắp lại, đây mà không có ít nhất là người ta đắp lại cho anh hàng năm, 40 năm liệu còn như này không? Còn đây là đã có gia đình xây một cái ngôi mộ, tôi lấy ví dụ rất là đẹp đẽ. Và tôi cho là không có ai cản trở cái người đến đây xây mộ. Thế còn ít nhất là nghèo, không có tiền thì người ta cũng xây như thế kia. Hoặc là người ta đơn giản ta xây như kia, thì tôi hỏi đây là các mẫu khác nhau có ai cản trở đâu, không có. Cho nên tôi xin đề nghị là chúng ta vào thắp nhang đã, rồi chúng ta đi. Đây là một cái sự thật hiển nhiên mà chúng ta phải ghi nhận, không thể chối cãi được. Còn nếu ông Nguyễn Tân Lạc, hoặc là ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Phan Kỳ Nhân, hoặc là các quý vị lãnh đạo các hội đoàn của người Việt ở hải ngoại, ở California, quý vị cứ hô hào, quý vị cứ nói suông, nhưng quý vị hãy tập trung về đây xây mộ cho anh em ở đây. Còn nếu quý vụ không xây thì nhân dân trong nước cũng sẽ xây cho anh em, nhưng sẽ không được như thế kia, mà nó như thế này. Đấy, tôi nói xây như thế này không đáng là bao nhiêu, phải không ạ? Xây như thế này cũng rất là rẻ tiền, không đáng bao nhiêu. Nhưng mà người ta đã làm, anh thấy không? Đây là một chân lý, đây là một sự thật. Đây, bia mộ của anh này còn nguyên si. Tiểu đoàn 8 nhảy dù, hạ sĩ Trần Anh Tuấn. Có ai phá đâu, có ai phá phách đâu. Quý vị thấy có ai phá đâu, phải không ạ? Đấy, tôi nói kia, cái mộ kia, bác Tâm, bác nhìn xem. Hôm nay các anh chứng giám là bởi vì chúng ta về đây để chúng ta nhìn thấy một cái sự thật, một cái chân lý là những ngôi mộ có gia đình chăm sóc được xây rất đẹp đẽ, còn đẹp hơn cả những ngôi mộ khác ở Việt Nam. Thế và đây là những ngôi mộ rất là bình thường, ít tiền. Còn tất cả những nấm mộ của anh em làm đây là những nấm mộ không ai chăm sóc, và anh em chúng tôi vẫn thắp hương và đắp lại. Còn nếu không đắp lại thì 40 năm nay ngôi mộ không thể như này. 40 năm nay mộ sẽ là bằng phẳng này. Thế và bia đá còn đây, các anh thử xem. Tiểu đoàn nhảy dù bao nhiêu còn nguyên. Nhân dân không trả thù, nhân dân không đập phá. Và các anh yên nghỉ ở nơi đây, các anh cũng vui lòng, bởi vì chúng tôi chăm sóc cho các anh, thay cho tất cả những người hô hào không ở bên đấy. Tiểu đoàn 8 nhảy dù. Các vị chỉ biết hô hào thôi, nhưng các vị không biết rằng là đồng đội các vị nằm đây không có ai chăm lo cho các vị cả, mà cứ hô hào là cộng sản nói cộng sản không làm. Đấy, mộ người ta đang làm kia rất đẹp. Đấy, gia đình vào xây mộ đây, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều kiểu mộ khác nhau, có ai cấm đoán đâu, không có ai cấm đoán cả. Đường vào đây tôi nói là rộng thanh thang, và bây giờ chảy nhựa lại, canh ngay lên trên lễ đài, canh sẽ xem, canh sẽ thấy. Anh đây biết thấy chưa? Đấy, gia đình đang làm mộ kia, đang làm mộ, có ai ngăn cản không? Lại vong linh hồn các anh. Đấy, các anh nhìn xem. Những ngôi mộ người ta, đây tôi nói là một điển hình ông Ngọc Lập ở đây. Đây là ngôi mộ trước kia đã định làm. Trung tâm 3 tuyển mộ nhập ngũ. Trần Thành 10 năm 73. Hạ sĩ Trần Đình Hiền. Đây là ngôi mộ các anh làm từ trước năm 75. Vẫn còn nguyên bê tông, vẫn còn kia, và anh em tôi còn tô lại cho các anh. Tôi hỏi các anh chân lý ở đâu, sự thật ở đâu? Và ngôi mộ đó đã lún sụt ở phía dưới đây. Chân lý ở chỗ nào, sự thật ở chỗ nào, lương tâm những người cứ nói suông ở chỗ nào? Đây, những nấm mộ anh em không ai chăm sóc. Tôi nói rằng cá nhân tôi nếu xây nhỏ, xây gọn như này, tôi có thể bỏ tiền ra, tôi xây giúp cho anh em vài chục ngôi mộ. Tại sao quý vị ở Mỹ, quý vị cứ kêu gọi là chống cộng, rồi thì Việt Cộng nói Việt Cộng không làm, nhưng Việt Cộng đã làm rất đẹp nghĩa trang này. Nhưng mà đồng đội các vị nằm đây 40 năm nay các vị quên, một sen các vị không đóng góp. Mà các vị nói cái gì? Các vị hãy đóng góp tiền lại về xây mộ cho anh em. Nếu không nhiều tiền thì xây như thế này, nhưng mà xây lại, không nhiều tiền xây như kia, rất rẻ tiền. Đây tôi nói quý vị, những ngôi mộ như này, những ngôi mộ như này xây từ ngày xưa có ai phá đâu. Các anh chị xem,
phần mộ của người ta vẫn còn nguyên như thế này, phải không ạ? Có ai phá đâu, nguyên si. Còn tất cả những lớp mộ này là các vị đã quên anh em rồi. Hà sĩ Hà Hữu Lộc, tiểu đoàn 4. Đây là Hà sĩ Hà Hữu Lộc, tiểu đoàn 4, trung đoàn 43, thuộc sư đoàn 18. Vẫn còn nguyên cả phiên hiệu của quân đội. Tôi nói là những cái những ngôi mộ này xây đã từ lâu rồi. Người ta xây rõ ràng tử tế, có ai phá đâu. Phải không ạ? Đây anh, các anh chứng kiến đây, những ngôi mộ này xây 30-40 năm nay rồi, 40 năm nay rồi. Ảnh của anh còn đây, anh Nguyễn Văn Mẫn. Ảnh của anh còn đây, có ai phá phách đâu. Tất cả những ngôi mộ này đều còn. Còn những ngôi mộ này là ngôi mộ đất không ai chăm sóc cả. Quý vị xây dựng đi. Quý vị góp tiền và quý vị, ông Đặc Thành về đây rất nhiều lần. Ông Đặc Thành về đây có lẽ đến cả 10 lần, nhưng không một lần nào bỏ một đồng xu nào xây được một cái mộ. Tôi nói quý vị biết như vậy. Đây, tôi đề nghị các anh hãy xem. Đây đồng đội của Nguyễn Văn Lập đây, hạ sĩ Diệp Đức, tiểu đoàn 6, tiểu đoàn lục chiến. Ông Lập thấy thủy quân lục chiến, tiểu đoàn 6. Ông hãy, ông Phương Hùng quay và vẫn đã có, vẫn có hoa trước đây của người ta. Kéo máy ảnh ra, thôi, kéo máy ảnh ra đi. Chụp thế bao giờ? Bỏ máy ảnh ra. Phóng viên nhiều mà không biết. Đây là hoa để héo của người ta đi, cũng không ra mà ấy cho người ta này. Các anh thấy là ngôi mộ nguyên si từ ngày xưa có ai phá đâu. Tôi xin mời ông Nguyễn Tân Lạc hãy về đây nhìn. Tôi mời ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi mời ông Phan Kỳ Nhơn. Tôi mời ông Chủ tịch Hội Người Việt ở DC là ông gì? Ông gì? Ông Đoàn Hữu Định. Ông Đoàn Hữu Định. Tôi mời tất cả các quý vị xưng danh là lãnh đạo cộng đồng người Việt hải ngoại ở Washington, ở Houston, ở California. Các quý vị hãy về chăm sóc mộ cho đồng đội mình đi, nằm đây đi để cho các anh được yên lòng. Còn tất cả những cái này đây, không người nhà thì nhân dân chăm sóc, gia đình chăm sóc và người ta xây những mộ mới. Còn những nấm mộ còn nguyên đất đây, các anh về các anh làm đi, các anh chỉ nói ăn tục nói phét thôi. Tôi lại vong linh hồn các anh em nằm ở nơi đây, các vị chứng giám rằng là ngày hôm nay tôi đưa đoàn kiều bào đi ra thăm Trường Sa, và tôi mong muốn là đoàn kiều bào, bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới, nhất là ở Mỹ, hãy về đây sửa sang lại mộ cho anh em, xây mộ cho những người là còn đang không có người chăm sóc. Tất cả những cái này đều rất lâu rồi. Tôi hỏi các anh rằng nếu nhân dân thù hận, đất nước không có đại đoàn kết, thì những ngôi mộ kia có còn những cái bia như thế kia không? Ông Nguyễn Ngọc Lập trả lời tôi đi. Các ông cứ nói phét ở ngoài hải ngoại, các ông cứ hô hào chống cộng, nhưng các ông không lo cho anh em đồng đội các ông nằm đây một xu nào cả. Các ông phải thấy xấu hổ về lương tâm chứ. Tôi nói là những cái ông mà lãnh đạo hội đoàn hiện nay đang ở Mỹ, ở Canada, ở Houston, các quý vị hãy nhìn cái sự thật đây. Các quý vị thấy các quý vị phải xấu hổ với đồng đội quý vị đang nằm ở đây. Phải không ạ? Những người thân chăm sóc phần mộ cho anh em đều thắp hương. Những phần mộ không có người nhận, không có ai chăm sóc, đất như này 40 năm nay nếu nhân dân ở đây không thắp hương, không đắp lại, ít nhất là đắp lại cho anh em đấy. Ông thấy không? Những phần mộ mà không có người đắp lại thì chiếc nó sụt như thế này. Nhưng mà những cái bia đá kia có ai phá không? Tôi hỏi có ai phá bia đá không? Còn nguyên sĩ đây. Hạ sĩ Đào Văn Tân, tiểu đoàn 33 biệt động quân. Tôi lại vong linh hồn cho anh em. Ông Lý Kiến Trúc ơi, ông ra đây, ông không đứng đấy. Ông là người phải đưa tin đầy đủ về cái việc này. Còn nếu ông không đưa đầy đủ việc này thì ông không về Việt Nam lần nữa. Ông ra đây. Ông xem cho tôi tất cả những cái bia này là còn từ sau giải phóng, trước giải phóng. Đây là những anh em đồng đội của ông nằm đây, còn nguyên cả bia đá, còn nguyên cả phiên hiệu binh chủng, quân chủng, đơn vị. Có ai phá không? Ông nhìn cho tôi xem một loạt bia có ai phá không? Những cái phần mộ này các ông ở bên ngoài, các ông hò reo hò hết là cộng sản không làm, bây giờ cộng sản mời các ông về làm, các ông có về không? Tôi nói là những vị mà nhân danh các hội đoàn người Việt ở Canada, ở Houston, ở tất cả khắp nước Mỹ hay là ở Canada, ở Úc,
Các vị hãy nhớ đến đồng đội các vị đang nằm đây, hãy về đóng góp mỗi người vài sen, vài đô la đi, để mà xây dựng cho người ta, đừng có ở bên ngoài ăn tục nói phét rồi vô đạo đức, không nhớ đến người ta nằm đây. Hãy quên người ta nằm đây rồi. Các vị có quên người ta thì nhân dân trong nước cũng sẽ nhớ người ta. Nhân dân trong nước cũng vì nhân đạo mà cũng sẽ tu sửa cho người ta. Đây, sự thật đây. Các vị thấy đau lòng không? Các vị cứ nói là cộng sản tan phá, nguyên si còn nguyên tất cả bia mộ của anh em. Tôi cho rằng những người nằm ở dưới đây họ cũng rất khôn thiêng. Họ sẽ phù hộ cho chúng ta nếu chúng ta làm đúng. Và 40 năm nay nếu không có nhân dân địa phương ở đây đắp giúp cho anh em, thắp giúp cho anh em nén hương, tôi hỏi các ông rằng mộ có còn như thế này không? Có đúng không? Đây là chân lý, đây là sự thật, các vị không thể chối bỏ được. Đây, nghĩ xem các vị, nghĩ xem một cái tấm bia như thế này, đơn giản như thế này, nó 40 năm nay nằm đây. 40 năm nay nằm đây, có ai phá phách không? Gia đình đang làm mộ mới kia có ai ngăn cản không? Quý vị ra hỏi phỏng vấn đi. Tôi nói quý vị đây là một sự thật hiển nhiên để thấy được cái chính sách nhân đạo, đại đoàn kết dân tộc mà chúng ta đang làm. Nếu chúng ta không nhìn vào sự thật này, chúng ta không lo cho những anh em nằm đây, thì làm sao người ta phù hộ cho các anh có thể sống ở hải ngoại yên ổn được? Thế mà ông Nguyễn Tân Lạc cứ nói rằng là ông Nguyễn Tân Lạc đạo đức lắm. Thứ trưởng. Tổng thứ nhất Nguyễn Văn Thành, tiểu đoàn 2, tiểu khu lục. Đây. Đồng đội của Nguyễn Ngọc Lập đây, ảnh của Nguyễn Si, một con người rất là đẹp trai. À, ông Nguyễn Ngọc Lập hãy nhìn vào đây và ông thấy rằng là phần mộ của người ta còn như thế này. Chúng tôi rất tôn trọng, chúng tôi trân trọng người ta và chúng tôi để nguyên tất cả những gì mà trước 75 còn nguyên. Các anh thấy nếu như mà nhân dân không tôn trọng, nhân dân không nghĩ đến cái tình nghĩa của đồng bào, truyền thống của ông cha là nghĩa tử là nghĩa tận, chúng ta lấy đại nghĩa để chúng ta thắng hung tàn, chúng ta lấy trí nhân chúng ta thay cường bạo, đây là đại nghĩa đây. Còn các anh cứ nói ở bên ngoài hải ngoại, các anh cứ hô hào lung tung beng, các anh cứ gây mất đoàn kết, chia rẽ hận thù dân tộc, nhưng mà đồng đội mình nằm ở đây thì không quyên góp một đồng nào về để mà xây dựng lại, tu sửa lại cho đồng đội mình, mà chỉ đi quyên góp để biểu tình đấu tranh rồi thì là gây chia rẽ mất đoàn kết. Những con người đó là thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm với đồng đội mình, thiếu trách nhiệm với tổ quốc, thiếu đạo đức. Những người đó là rất đấy. Tôi nói rằng là chị Phùng Thị Châu và chị Rạng, các chị nhìn thấy tất cả những cái này là người ta đã làm từ lâu. Tất cả những cái này nếu không có nhân dân đắp lại, 40 năm nay không thể có như này được. Thế mà các quý vị ở hải ngoại cứ nói rằng là gì? Cứ nói là luôn luôn nghĩ về các chiến hữu của mình ở trong nước, nghĩ về các chiến hữu của mình mà để cho họ nằm như thế này. Tôi nói rằng nếu cái tình trạng này cứ để lâu ấy, thì nhân dân trong nước người ta xót xa, người ta cũng sẽ quyên góp để xây cho anh em. Dù rằng không đẹp như kia, ít tiền như kia, người ta cũng sẵn sàng người ta làm. Nhưng quý vị ở hải ngoại, quý vị chỉ nói những điều thất đức, quý vị chỉ chia rẽ dân tộc và quý vị tuyên truyền để chống đối nhà nước. Quý vị đang làm một cái điều mà ngay những anh em làm đây người ta không ủng hộ quý vị. Ngay những anh em làm đây người ta không ủng hộ những người mà ăn tục nói phét ở hải ngoại. Tôi phần đồng đó chống đồng kiếm ăn. Chống đồng kiếm ăn. Tôi nói là quý vị ạ. Quý vị ở bên ngoài, tôi đề nghị anh Vũ Hoàng Lân, anh chuyển đến cho tôi, đây có ông thiếu úy thủy quân lục chiến đây, ông để cổ áo cho nó đàng hoàng để ông tôn trọng đồng đội ông. Tôi kêu gọi quý vị nhìn thấy một cái chân lý, một cái sự thật. Hôm nay có anh Nguyễn Ngọc Lập về đây, có rất nhiều bà con cô bác đi Trường Sa với chúng tôi về đây tận mắt ra nghĩa trang bên Hòa, nhìn thấy thực tế nghĩa trang bên Hòa, những cái ngôi mộ nào mà được gia đình chăm sóc rất đẹp đẽ. Và tôi nói còn đẹp hơn cả những nghĩa trang bình thường khác của vợ ở trong nước. Những ngôi mộ nào đã được xây sửa ngay từ những năm sau giải phóng hoặc trước giải phóng vẫn nguyên si, không ai động đến. Những ngôi mộ đất đắp ở đây, tôi nói quý vị 40 năm nay, nếu như không có nhân dân ở đây đắp lại cho, thì chắc bây giờ nó không còn cái nấm nữa. Tàn hết rồi. Thì tôi đề nghị là quý vị thay vào cái tiền mà hô hào tổ chức đi biểu tình chống cộng, thì các quý vị để cái tiền đó về xây mộ cho anh em, thì người ta nằm đây người ta sẽ mát mặt. Người ta nằm đây người ta sẽ phổ cho quý vị. Còn nếu quý vị dùng cái tiền quyên góp của nhân dân lừa đảo bà con bên đó để đi biểu tình chống cộng mà lại quên những anh em chiến hữu mình nằm ở đây, thì các vị sẽ bị chính những anh em ở đây người ta phạt các vị. Rồi, xin chào. Xin phép Thứ trưởng cho tôi xin được phát biểu. Anh phát biểu đi. Từ đầu đến cuối tôi im lặng là vì tôi xấu hổ. Thứ hai,
là tôi luôn luôn nuôi các anh em thương phế binh cục hai chân, thì tôi không thể nào nuôi các anh em thương phế binh cục một chân hay cục một tay. Như vậy hành động của tôi là chỉ góp rất nhỏ. Còn thứ trưởng đưa ra những vấn đề này, chúng tôi xin các anh em báo chí truyền thông ghi lại đúng sự thật, và tôi là người im lặng để nghe thứ trưởng nói, chúng tôi cảm thấy rất là đau lòng và cảm thấy nhục nhã. Kính cảm ơn. Anh Đức có ý kiến gì không? Có anh. Hai lần thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn có ghé Houston, thứ trưởng đều có gặp một phái đoàn, đó là phái đoàn của một cụ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đó là anh Nguyễn Đặc Thành. Cá nhân chúng tôi biết anh Nguyễn Đặc Thành rất là rõ, và ngày hôm nay chính lời của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói rằng anh đã về đây rất là nhiều lần, và có những nhiều người đã đóng góp vào cho cái quỹ của anh Nguyễn Đặc Thành để về đây để xây dựng những cái ngôi mộ. Nhưng mà ngày hôm nay tôi, chính mắt tôi được nhìn thấy, như là thứ chiến sĩ đã dòm thấy rất là rõ ràng, những ngôi mộ đó đã bị phá theo thời gian. Vì vậy nên thật là tôi thật bị là đau lòng. Lún theo do thời tiết nhưng đã được đắp lại rất nhiều lần. Tôi nói là nên... nếu mà các anh nhìn xem, những ngôi mộ này không được đắp lại thì 40 năm đất không có chịu nổi như này, không chịu nổi được. Chính xác. Vậy nên nói rằng là ông Nguyễn Đặc Thành đã xây dựng được cái gì không? Theo lời thứ trưởng đó là ông Nguyễn Đặc Thành không làm cái gì cả, ngay cả... Không, ta nói này, ông chưa bỏ một xu nào. Ông về đây nhiều lần nhưng ông chưa bỏ một xu nào để xây mộ cho anh em. Mà tất cả tôi nói đường đi lối lại này chính quyền địa phương làm. Nếu như không có thì bây giờ cỏ mọc ôm tùm, quý vị cảm giác như quý vị đang vào rừng, gọi là rừng U Minh chứ không phải là nghĩa trang Bình An, mà nghĩa trang Biên Hòa. Trước đây quý vị, tôi xin thưa quý vị sẽ lên nhìn ở trên lễ đài kia, nếu như không có chính quyền nhân dân địa phương và bà con cô bác cũng như là người nhà gia đình những người đã có nhận phần mộ ở đây, người ta đến người ta thắp nhang, người ta làm cho nó ấm cúng thêm cái nghĩa trang này, mà cứ trông vào các quý vị ở hải ngoại để quý vị đấu tranh chống cộng thì anh em nằm đây sẽ trở thành những đống xương tàn. Tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là cái tình cảm của quý vị đối với lại đồng đội mình. Cho tôi xin phát biểu một ý kiến là, kính thưa thứ trưởng, thứ trưởng đã làm những công việc mà trước đây chúng tôi không làm được, thì chúng tôi xin được đại diện cho những anh em đã tự trận và gia đình được biết ơn cái công việc của thứ trưởng ngày hôm nay đã đặt lên cái danh dự của mình và cái trách nhiệm của mình là một người con dân Việt. Thì chúng tôi xin đồng bào mỗi khi đi về Việt Nam, theo những chúng tôi đề nghị, thì chúng ta chỉ cần mỗi người $1, thì mỗi một năm chúng ta có 2 triệu người trở về cái nghĩa địa Bình An này, không kể là bất cứ ở từ Ukraine hay Hungary hay là Mỹ hay Canada, chúng ta sẽ có khoảng $2 triệu để xây. Như vậy tôi nghĩ rằng nó mang tính cách hòa giải và hóa giải dân tộc. Thì chúng tôi trước tiên là chúng tôi cảm ơn được cái tinh thần cổ võ hòa giải giữa anh em, là chúng ta hãy hòa giải với những người anh em chết của chúng ta trước khi chúng ta nói đến hòa giải của những người đang còn sống và đối diện. Và thưa thứ trưởng, hôm nay tôi không phải đến đây để đối thoại, mà chúng tôi đến đây để đối diện với sự thật, và chúng tôi cảm thấy rất là nhục, và tôi xin thứ trưởng giúp cho chúng tôi là mỗi người chỉ đóng một đồng thôi, thì tất cả mọi người sẽ nói lên được sự đoàn kết của dân tộc. Tôi nghĩ là nhân dịp này, nhân dịp này về đây ấy, chúng ta đã chứng kiến một cái sự thật rất là rõ ràng, là những ngôi mộ có gia đình chăm sóc rất đẹp đẽ khang trang, xây rất là hoành tráng. Những ngôi mộ đã được xây từ trước, được bảo quản cho đến bây giờ, kể cả từ năm 75, trước năm 75 đến bây giờ, tất cả những ngôi mộ lún sụt và còn đất ở đây là những ngôi mộ vô chủ, không ai chăm sóc, và được nhân dân địa phương, ban quản lý nghĩa trang anh em lắp lại cho hàng năm mới có như này. Cho nên tôi đề nghị quý vị nhìn vào chân lý, nhìn vào sự thật, để chúng ta dũng cảm, chúng ta nhìn nhận một vấn đề rằng những anh em nằm ở đây dưới ngôi mộ đất này, thực sự họ đã bị lãng quên, họ đã bị chính đồng đội của mình lãng quên, còn nhân dân địa phương không quên họ. Bởi vì các anh thấy rằng là mộ vẫn được lắp lại, hương vẫn được thắp, vẫn có chân nhang. Vấn đề thứ hai là chúng ta nhân dịp này, chúng ta đã đi ra thăm Trường Sa, chúng ta đã thấy cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của chúng ta, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đang ngày đêm thực hiện cái nhiệm vụ thay các anh. Các anh vẫn là con dân đất Việt, các anh vẫn nói rằng các anh là một phần không tách rời của đất Việt, nhưng các anh không tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, mà những người đang làm nhiệm vụ đó chúng ta đã gặp họ, chúng ta đã thấy họ trong những ngày vừa qua, chúng ta đã khẳng định họ sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh gian khổ để bảo vệ chủ quyền biển hải thiêng liêng của đất nước, và thay mặt các vị đang làm việc đó. Còn các vị hãy chăm sóc cho đồng đội các vị ở đây đi. Tôi nhân dịp này đề nghị
các cơ quan truyền thông ở Cali, ở Hoa Kỳ, các anh hãy đưa những cái hình ảnh chân thật sống động này để cho bà con cô bác thấy rằng cái việc mà quên anh em nằm đây là tội lỗi, cái việc mà bỏ tiền ra để đi chống cộng là tội lỗi, cái việc mà bỏ tiền ra để đi làm những cái việc chống lại tổ quốc là tội lỗi. Hãy về đây đắp lại mộ cho anh em đi, tu sửa đi nhân dịp này. Tôi cũng kêu gọi bà con khắp nơi trên thế giới và ở trong nước hãy tỏ lòng nhân đạo thương tiếc những anh em nằm đây không có ai chăm sóc. Chúng ta hãy vì họ để cho họ mồ êm ả đẹp, và cái nghĩa trang Bình An này sẽ trở thành nghĩa trang dân sự khang trang đẹp đẽ như những ngôi mộ mà gia đình đã xây, các gia đình đã xây ở đây. Tôi cho là chúng ta cần phải đưa rất chính xác, chúng ta cần phải đưa rất cụ thể về những cái thực tế ở nghĩa trang Bình An. Tôi là một quốc gia nghĩa tử, và cha của tôi, mẹ của tôi, em của tôi mất tích tại tiểu đoàn 70 Việt Nam Quân cũng đã đem vào chùa rồi. Nhưng tôi xin được đóng góp một gia đình nhỏ bé và xây được một ngôi mộ theo lời của thứ trưởng yêu cầu, và tôi xin được xây một. Tôi mời bác quản trang ở đây. Em tiếp nối anh Lập cùng xin đóng góp 100 đô nữa. Bây giờ tôi xin hỏi là quý vị biết cái kỹ thuật xây dựng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ xây lên một cái ngôi mộ đất này, ta xây gạch và xi măng cho nó sạch sẽ đẹp đẽ, không ạ? Bây giờ thực tế là bác nào biết giá thử nói xem nào. Bây giờ ta xây chỉ cần lấy ba cái tam góc như cái này. Đấy, xây đơn giản thôi. Đấy, tôi nói ví dụ như cái mộ kia. Đó. Đấy, ví dụ cái mộ kia lấy để có cái hàng gạch bê tông bao quanh và bên thì trên tốn bao nhiêu? Thì tốn bao nhiêu, tôi nói ví dụ một triệu nhỉ? Các anh thấy không, 1 triệu tiền Việt Nam có 50 đô cho em làm hai cái mà các vị không xây được cho anh em, thì tôi nói là cộng đồng người Việt hải ngoại, những người cứ hô hào chống cộng, những người đó phải xem lại lương tâm của mình trước nhé anh em nằm đây nhé. Trong khi chúng ta chỉ có 16.000 ngôi mộ trong này thôi. Thôi bây giờ trước hết là các anh sẽ đóng góp, anh gặp ban quản trang nhờ người ta giúp đỡ thì các anh làm sao. Và các anh đăng ký thì các anh ở trong ban quản trang sẽ giúp các anh làm cái việc nhân đạo này. Xin lỗi anh và nhà đây ạ. Bây giờ thế này, sau đó ta xuống đây, thì ta lên phát nhạc. À vâng, mời chị. Mời chị rồi. Hello. 50 đô quá rồi. Tôi có cái cơ hội để tới đây thăm nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói với các anh em ở bên hải ngoại, thà là tôi đến đây để tôi nhìn tận mắt cái nghĩa trang quân đội Cộng Hòa, còn hơn là tôi phải nhìn mặt những tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa như Trần Thiện Khiêm hiện tại, Nguyễn Khánh, những cái người tướng đó không có nghĩ một chút gì đến đồng đội. Tôi thật sự nhìn nghĩa trang này và tôi không muốn nhìn mặt những cái người tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa trước đó. Xin hết. Nhưng mà cho biết họ tên và nơi bà đang cư trú. Tôi là Nguyễn Nguyệt Rạng ở Nam Cali. Bà có thể nói thêm một chút cảm xúc của bà khi mà đến thăm nghĩa trang này và nhìn nghĩa trang. Chỉ xin phát biểu như vậy để được rồi, để nói được cái lòng của tôi. Chỉ bao nhiêu thôi. Chị Phùng Thị Châu có vài ý kiến. Để tiếp theo chị Nguyễn Việt Dạ, thì anh Nguyễn Ngọc Lập đã từng kêu gọi mỗi một người Việt kiều của chúng ta chỉ cần đóng 1-2 đồng thôi là chúng ta có thể xây đắp cái nghĩa trang cho đồng đội chúng ta 16.000 Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng tôi hỏi quý vị báo chí ở đây, Vũ Hoàng Lân, etc., Nguyễn Lưu Hùng, cộng đồng hải ngoại, chúng ta có lãnh đạo chưa? Chưa có. Ai chúng ta có để đủ tin tưởng mà đưa tiền cho họ, họ đút túi thì làm sao? Chúng tôi không tin tưởng bất cứ những người hải ngoại nào có thể cầm tiền của chúng tôi để rồi xây mộ cho anh em này. Chúng tôi không tin. Tôi nói thẳng như vậy. Thứ trưởng nói rồi. Đúng rồi. Hoặc là có thể là đưa qua một quỹ nào của nhà nước Việt Nam, đưa qua một bên an sinh xã hội nào của nhà nước Việt Nam thì chúng tôi có thể tin. Chứ còn mà đưa qua ông A, ông B, ông C, bà nọ, không bao giờ tôi đưa tiền cho họ. Không bao giờ. Ở hải ngoại. Hải ngoại. Bởi vì chúng tôi đã sống với những người chống cộng mấy chục năm rồi, tôi hiểu quá họ rồi. Tôi là nằm trong chăn, tôi mới biết chăn có giận. Bởi vì chúng thấy chăn có giận nhiều quá, chúng họ, tôi phải tách rời họ. Họ nói là thương anh em nhưng họ để anh em thế kia, họ đó xạo thế. Không à? Thôi bây giờ chúng ta đi lên thắp nhang chung cho tất cả anh em ở đây. Bà cho biết họ tên là nơi đang cư trú. Dạ, tôi là Phùng Thị Châu. Bây giờ chúng ta, tôi nói với các anh rằng là hôm nay ấy, các anh về đây, các anh đóng góp ấy,
Tôi nói là ngay bản thân cá nhân tôi, khi tôi đến đây tôi cũng đau xót khi thấy anh em làm như vậy. Đúng không ạ? Cho nên tôi hôm nay cũng xin góp 5 triệu để tôi xây cho 5 ngôi mộ ở đây, như các anh đóng góp. Đây những cái ngôi mộ anh Lý kiến trúc anh xem thì những ngôi mộ đã được gia đình nó xây sửa lại nó đẹp không? Rồi, đúng không? Với đây, từ đây anh nhìn đây so sánh đi. Đây là trước năm 75 và kia là mới xây này. Đây là trước năm 75. Đây là trước giải phóng đã có như này rồi, tất cả như này rồi. Đó. Và thậm chí tôi nói các anh là người ta còn để giữ nguyên cả cái bia. Đến gần quá. Người ta còn giữ nguyên cả cái bia của trung sĩ Nguyễn Văn Định, đội Hắc Báo, đại đội 1 Hắc Báo. Hắc Báo. Thì tôi hỏi quý vị rằng là chân lý ở đâu? Đây mộ anh này nó được xây lại. Đây là từ trước năm 75. Tôi đề nghị các vị đưa hình ảnh rõ đi. Các ông đứng ra, anh Trúc anh quay đi. Đây là trước năm 75, những ngôi mộ còn lại. Đây là gia đình đã tu sửa lại, đã xây lại ngôi mộ đẹp như thế này. Và vẫn giữ lại cái bia này. Có ai vứt đi đâu, ai phá đâu. Quý vị xem kia, ảnh của anh hạ sĩ Trần Văn Tư vẫn trong trang phục quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hạ sĩ Trần Văn Tư, Triều Đoàn 6 nhỉ rồi. Tại sao lại cứ xuyên tạc ở bên ngoài như vậy? Đây, đồng đội của ông Lập đây, ông Phương Hùng đây. Nguyễn Văn Ngọc, tiểu đoàn 36 Biệt Động Quân. Ở cùng với liên đoàn chúng tôi luôn là liên đoàn 3. Đây, anh thấy người ta xây lại ngôi mộ đẹp chưa? Anh thấy người ta xây lại ngôi mộ đẹp chưa? Đây, những ngôi mộ trước năm 75 đây. Vẫn còn đến bây giờ có ai phá đâu. Đây là ngôi mộ của anh Bùi Văn Định. Tiểu đoàn mấy thủ quân lục chiến thì đây là ngôi mộ trước năm 75. Đấy và ngôi mộ đã được sửa sang lại. Các quý vị hãy nói lên một phân sự thật thôi. Tôi muốn nói là đoàn 36 được công nhân xây lại rất là đẹp. Để chứng tỏ rằng nhà nước Việt Nam không có cấm đoán cái việc mà xây trùng tu lại nghĩa trang. Cuộc đời những người nằm đây đã vì quốc gia độc lập của các vị đấy. Có đúng không? Tôi vào đây tôi cũng thấy đau xót cho anh em. Bởi vì người ta đã xả thân vì cái Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa, các tướng lĩnh như chị Hạng nói, bây giờ đáp lại với người ta cái gì từ hải ngoại? Đáp lại với người ta bằng chính sự ăn thù. Cho nên anh Nguyễn Cao Lập nói đúng, đó là một sự xấu hổ dành cho những người lãnh đạo. Mọi người, những cái hội người Việt phản động ở bên ngoài, tôi nói rất là có thể nói là đấy, các anh thấy không? Đây đường đi lối lại, nếu như người ta không ấy, cây cối tùm cỏ mọc nút trời ngay, làm gì có chuyện như thế này. Đây là một cái khu nghĩa trang rất đẹp. Tôi nói đây là cả một khu rừng rất đẹp với về sinh thái. Đấy có sự so sánh rõ ràng luôn. Nào quý vị cứ nói đi, ông Nguyễn Tất Lạc về bỏ tiền về xây đi. Respect. Hoành tráng chưa? Đấy, quý vị vào xem hoành tráng chưa? Người ta mồ yên mà đẹp chưa? Còn tất cả những cái này là đều cũ hết từ năm 75 còn nguyên si những cái tấm bê tông bên trên. Tất cả tấm bên cho bê tông bên trên chỉ làm như thế rất dở. Một tấm bê tông như ở dưới không có gạch, không có ấy, đất lún sụt hết. Đạo Hồ Hoàng Kim là hậu duệ đời thứ 5 của quan tổng đốc Thành Công Long Hoàng Kim. Nguyên quán đại lập. Đây là một sự thật làm sao chối cãi được. Cho cái này nó nghiêng lên đấy. Đấy anh đi kiến trúc anh quay một cái ngôi mộ. Cái này nếu như không làm lại cái khu A đẹp lẽ này, nếu không có làm lại bằng đá, trước đây các anh chỉ làm bằng cái này, cái cột này thôi. Trước đây các anh chỉ làm bằng cái cột, nhưng mà chúng tôi làm lại bằng đá này. Rõ ràng đây, đúng không ạ? Đây là một sự thật hiển nhiên đây. Những cái mộ đất này không ai chăm sóc, nhưng mà những cái mộ có người chăm sóc, đẹp chưa? Các anh nhìn xem một cái ngôi mộ bằng đá quý, đá đen kia. Cho nên là sự thật thì làm sao mà ta có thể phủ nhận được.
Đây thậm chí còn nhà nước còn cấm thả châu bò vào Việt Nam. Chúng tôi có tôn trọng quý vị không? Nhà nước và chính phủ có tôn trọng cái sự linh thiêng của anh em nằm ở đây không? Không, anh Lập đứng vào đấy, anh Lập đứng đấy để cho nó có hình đấy, để thấy rằng là thực sự là quay ở đây có ông Nguyễn Ngọc Lập chứ không phải là ở chỗ nào khác là tạo dựng ra. Đúng không ạ? Gian dựng. Hôm qua đến Trường Sa họ còn bảo là gian dựng thì tôi cũng không hiểu là những con người đó người ta suy nghĩ về cái sự thật chân lý thế nào. Đây những hàng dừa này là đều mới trồng cả. Những con đường này đó anh nhìn thì sao? Đây cái bậc tam cấp đi lên trên nghe dung đài đây. Và tôi nói là đây một sự thật nữa, các ông quay đi. Ông Lý Kiến Trúc nước này. Cái vành khăn tang của các ông đây. Biểu tượng của nghĩa dung đài của các ông đây. Thủ tướng chính phủ đã cho phép sơn lại. Thủ tướng chính phủ đã cho phép tô lại cho nó đẹp. Quét sơn lại, quét vôi lại. Nhưng mà không thấy ông nào ở hải ngoại đóng tiền cả. Cũng chả thấy ông nào về đây để đưa cái quỹ nào về đây bảo để mà làm lại, tô lại cái này. Chả nhẽ lại nhà nước làm nốt. Chả lẽ chính quyền địa phương này làm nốt cho các ông. Thế thì các ông cứ ở ngoài các ông chống cộng rồi trong nước cứ làm giúp cho các ông thì nó có bất hợp lý không? Kính thưa Thứ trưởng, ở bên Mỹ người ta nói là money talk. Nếu mà trước khi anh muốn nói anh phải bỏ tiền xuống, thì tôi đề nghị tất cả những lãnh tụ của Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại, trước khi muốn bất cứ một điều gì phản đối chúng tôi trong vấn đề nuôi thương binh, hoặc là phản đối chúng tôi trong việc bắt tay ông Nguyễn Thanh Sơn để xây lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa của anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xin quý vị hãy đóng tiền trước khi quý vị chửi chúng tôi. Kính cảm ơn. Cái đóng tiền hay không đóng tiền, tôi nói với anh này này, cái lương tâm trách nhiệm của những người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa trước đây cùng chạy ra ngoài với đồng đội của mình. Và nếu quý vị có tấm lòng thì quý vị hãy nhớ đến những người đang nằm đây, người ta đã có một thời vì quý vị. Có đúng không? Dạ vâng. Và các anh cứ nói đến đạo đức, các anh cứ nói đến cái việc chống cộng, các anh cứ nói đến việc cộng sản, nói cộng sản không làm. Cộng sản đã làm quá nhiều cho các anh để có cái khang trang như thế này. Còn nếu cộng sản không làm thì tôi nghĩ là cả cái nghĩa trang Biên Hòa này bây giờ nó trở thành một cái khu gọi là rừng hoang không ai chăm sóc. Và có lẽ các anh vào đây các anh không thể đứng ở trong một cái bối cảnh không khí thiên nhiên sinh quyển như thế này, đúng không ạ? Cho nên tôi nói rằng là sự thật nó chứng minh cho chân lý. Chân lý là sự thật. Thế còn các quý vị ở bên ngoài, các quý vị cứ hô hào là chống cộng mới đả đảo cộng sản, thì quý vị trước hết là quý vị hãy xem lại lương tâm trách nhiệm quý vị đối với những đồng đội quý vị đã một thời vì chính nghĩa quốc gia nằm đây mà rồi bị chính nghĩa quốc gia lãng quên đi. Thế rồi một sen không đóng để xây mộ cho người ta mà cứ nói đạo đức. Tôi cho rằng là cái tinh thần đạo đức đó của những người lãnh đạo cộng đồng ở hải ngoại, cái gọi là ở hải ngoại, cần phải xem xét lại. Dạ, tôi đáp lời chị luật sư Phùng Tuệ Châu là ở hải ngoại bây giờ không còn có người nào có đủ uy tín đối với cái việc bỏ chạy và bỏ rơi các anh em thương phế binh hoặc là anh em đã ngã mình xuống đây. Thì tôi xin Thứ trưởng Thanh Sơn cho ra một cái quỹ để cho người ta có thể gửi từ tất cả các nước, bên Pháp, Anh, Đức, Canada hay là bên Úc. Thì như vậy thì nó sẽ có mang tính cách chính ngôn, chính danh và chính nghĩa và chính đáng, chính thức hơn. Thì tôi xin được Thứ trưởng cho được ý kiến đó để cho đồng bào giúp đỡ cho chúng tôi. Tôi nhắc lại cho quý vị hôm nay về đây thăm nghĩa trang Biên Hòa được biết là chính phủ không chủ trương đứng ra cử một tổ chức cá nhân nào đứng ra thu tiền của quý vị để làm lại nghĩa trang Biên Hòa. Nghĩa trang Biên Hòa vẫn đang được bảo tồn, vẫn đang được giữ gìn một cách trọn vẹn vì truyền thống của dân tộc chúng ta là lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thanh cường bạo. Chúng ta không coi những người đã chết là kẻ thù. Chúng ta coi những người đã chết là những người cũng đã một thời họ vì chính nghĩa quốc gia của các anh mà họ bỏ mạng ở đây. Thì chúng tôi kêu gọi cái tấm lòng, cái tính, cái tư cách đạo đức của những người đang sống ở hải ngoại. Hãy vì những người đang nằm ở đây mà lo cho họ. Còn tôi nhắc lại, các vị không lo cho họ thì nhân dân trong nước vẫn đang lo cho họ, họ mới có mồ yên mà đẹp như thế này. Các vị nói rất nhiều, các vị chửi bới chính quyền rất nhiều, các vị xuyên tạc rất nhiều, các vị vu khống chúng tôi rất nhiều. Nhưng hôm nay sự thật về đây các vị thấy rằng nó không phải như quý vị đã nói. Quý vị đang cố tình che giấu một cái thời kỳ đen tối của quý vị ở bên ngoài. Quý vị đóng góp tiền, kêu gọi quyên góp tiền để đi chống cộng. Tôi cho đấy là điều làm phi nghĩa, đó là điều làm không thể có thể nói chứng minh đạo đức quý vị với những người đang nằm ở đây. Mà tôi cho rằng là quý vị hãy quyên góp tiền rồi cử một tổ chức chính thống
đứng ra, họ ạ, đảm nhận cái việc này, về làm việc với chính quyền địa phương, nhờ chính quyền địa phương người ta giúp. Chứ còn tôi nói thật là bây giờ chính phủ cũng không đứng ra để mà thu tiền của bà con ở bên ngoài, cũng không có tổ chức cá nhân nào trong nước đứng ra để thu tiền của bà con bên ngoài để làm cái việc này. Cái này các anh phải tự tổ chức với tâm lòng của mình, với tình cảm của mình với những người đã làm đây. Và tôi cho rằng là những đồng tiền đó mới là những đồng tiền chính đáng để cho người ta cảm thấy người ta không ân hận khi đã ngã xuống vì các anh. Xin hỏi Thứ trưởng là thí dụ như là ban quản trị Nghĩa Trang này có tư cách nếu mà các hội đoàn ở ngoài bên ngoài... Họ rất đủ tư cách. Tôi nói là nếu như các anh ở bên ngoài có một tổ chức, có những cá nhân có trách nhiệm quyên góp tiền của bà con về làm việc với lại ban quản lý Nghĩa Trang, và chúng tôi có quy định rồi. Ban quản lý Nghĩa Trang ở đây họ sẽ hướng dẫn các anh cần phải làm như nào, cần ký hợp đồng với công ty nào thì cái đó chúng tôi giúp được. Nhưng mà các anh phải tự tổ chức quyên góp và tự quản lý lấy cái tiền đó, chứ chúng tôi không làm thay. Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng. Đây, cái bậc tam cấp này là hoàn toàn vừa mới làm đầu năm. Chính quyền địa phương của xã Bình An và Bình Dương vừa mới làm đầu năm nay, và kể cả cái án hương kia, kể cả ban thờ để cho quý vị về có chỗ thắp hương. Lên anh em, tôi hỏi ông Nguyễn Ngọc Lập là trước đây có không? Không có. Đến ngay cái việc đấy, tôi nói rằng là mốc meo cái lễ đài, cái biểu tượng của các vị với kiến trúc tôi không hiểu nó là cái gì, nhưng mà tôi cho rằng là nếu quý vị cứ để lâu như này rồi những người ở đây ấy, người ta sẽ hội tụ về những cái lư hương này, những cái án thờ mà chúng tôi xây cho họ, rồi có ngày họ kéo sang tận Mỹ, tận Canada, tận Úc để họ phạt các vị vì cái tội các vị bỏ rơi người ta. Anh thấy chưa, cỏ hoa đường sáng ngăn nắp bên trong kia. Tôi nói rằng là không có gì có thể chê trách được nhà nước, đảng và chính phủ, không có gì có thể chê trách được nhân dân địa phương, không đối xử hết sức là hết tình hết nghĩa với những người nằm ở đây. Các anh lãng quên người ta, các anh bỏ quên người ta. Thôi là tất cả chúng ta cùng thắp hương đi, không phải mình tôi mà tất cả cùng thắp hương để tưởng nhớ đến những người mà đã một thời vì quốc gia Việt Nam Cộng Hòa các anh. Lại phường Hồng Giang xem. Có đẹp không nè? Anh đi dưới cái bút này. Không đếm gì mặt tướng cá của Việt Nam Cộng Hòa. Những người còn sống. Hiện tại bây giờ chẳng hạn như Trần Thiện Kim. Trên kia là cỏ dại. Xin cho Phố Bồn Sa TV hỏi một câu là cái việc mà nãy giờ ông Thứ trưởng có chỉ là những cái ngôi mộ bị tang thương vì cái vấn đề thời gian. Ngược lại ở ngoài hải ngoại thì chúng tôi cũng có nghe những cái tin tức như là nếu có bỏ tiền ra trùng tu thì cũng sẽ có một cái giới hạn nào đó để cho cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũ, ngày nay là nghĩa trang Bình An, không thể được khang trang và đẹp đẽ như những ngôi mộ nghĩa trang liệt sĩ của phía quân đội nhân dân Việt Nam như cái chúng ta vừa mới đi ngang qua. Thì ông cho biết là có cái chính sách hoặc là có một cái điều luật nào đó là giới hạn cái vấn đề trùng tu tới mức độ nào hay không, thưa ông? Tôi cho là câu hỏi của anh Vũ Hoàng Lân đối với tôi lúc này là thừa. Bởi vì các quý vị đã đi qua nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương trước khi chúng ta đến đây. Chúng ta thể hiện một cái tinh thần công bằng chính nghĩa. Chúng ta đã ghé qua nghĩa trang tỉnh Bình Dương, nơi có hàng ngàn, hàng vạn mộ các anh hùng liệt sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam nằm xuống. Các anh thấy rằng những ngôi mộ liệt sĩ của chúng tôi thấp lè tè dưới đầu gối.
Nào, có đúng không? Bây giờ có vị nào dũng cảm đưa cái hình ảnh các mộ liệt sĩ của chúng tôi nằm trong nghĩa trang tỉnh Bình Dương? Tất cả các ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ của chúng tôi đều rất khiêm tốn, đều rất nhỏ và đồng loạt bằng nhau, rất thấp ở dưới mặt đất. Quý vị hãy nhìn lại nghĩa trang Biên Hòa. Trước đây đây là nghĩa trang Bình An. Quý vị hãy xem tất cả những ngôi mộ đã được nhân dân, đã được gia đình nhận và chăm sóc. Tất cả những ngôi mộ đó gấp 10 lần ngôi mộ của liệt sĩ chúng tôi. Nào các vị có dám so sánh lại, tôi đề nghị anh Vũ Hồng Lân ra quay lại những ngôi mộ đã được xây ở nghĩa trang Bình An và anh ra anh quay lại ngôi mộ ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương. Thì những ngôi mộ liệt sĩ của chúng tôi khiêm tốn gấp 10 lần, bởi vì họ rất nhỏ, họ rất bé, họ nằm liền với nhau thành một dãy một hàng, thậm chí nó chỉ thấp như này. Nhưng mà họ kiêu hãnh, họ tự hào bởi vì họ đã làm nên một cái công cuộc vĩ đại, đó là thống nhất đất nước. Họ ngã xuống vì thống nhất đất nước, vì độc lập tự do của đất nước. Họ đã ngã xuống để đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi cái mảnh đất này, chứ họ không ngã xuống vô ích uổng công. Những anh em nằm đây, họ ngã xuống vì cái gì? Những anh em nằm đây, họ ngã xuống vì những vị lãnh đạo hiện nay đang chạy sang trốn ở Mỹ. Như anh Nguyễn Ngọc Lập đã nói, họ ngã xuống vì tất cả những vị đã đem tiền, đem vàng của dân tộc trốn đi ra nước ngoài. Và bây giờ quý vị bỏ quên họ nằm ở đây. Tôi hỏi rằng là những ngôi mộ đã được gia đình chăm sóc, thân nhân xây dựng, anh Vũ Hoàng Lân so sánh đi. Anh so cái ngôi mộ đó với ngôi mộ một liệt sĩ chúng tôi trong nghĩa trang Bình Dương, anh thử xem. Có lẽ 30 ngôi mộ của liệt sĩ chúng tôi bằng một ngôi mộ được nhân dân xây ở đây. Cái đó là điều so sánh hiển nhiên. Và anh thấy rằng đâu hơn đâu. Còn cái sự khang trang của đi vào, phải không ạ? Cái quy mô của nghĩa trang, thực tế nghĩa trang tỉnh Bình Dương cũng nhỏ hơn nghĩa trang Bình An này. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương cũng nhỏ hơn nghĩa trang Bình An này. Và cây cối các anh xem, nó không có được to lớn như ở nghĩa trang Bình An này. Có đúng không? Nhưng mà đường đi lối lại hàng ngày được quét dọn, đường đi lối lại hàng ngày được tỉa tót, được sửa sang cũng như ở đây thôi. Ở đây cũng như vậy thôi, nghĩa trang này quá lớn. Và nếu như được chăm sóc, và nếu quý vị có tiền xây mộ cho anh em đồng đội quý vị nằm đây, thì tôi nói thật với quý vị rằng chính chúng tôi phải là người so sánh tị nạnh. Tôi đề nghị anh Vũ Hoàng Lân quay lại những ngôi mộ đã được xây ở nghĩa trang Bình An này với những ngôi mộ của anh hùng liệt sĩ chúng tôi nằm ở nghĩa trang tỉnh, thì các anh xem rằng là có lẽ 10, 20 ngôi mộ đó chập lại chưa cao bằng cái ngôi mộ ở đây đã được xây. Đó là hiển nhiên, đó là chân lý. Cho nên tôi đề nghị quý vị phải suy nghĩ vấn đề này rất kỹ. Và đây, những cái gì mà nhân dân và nhà nước, chính quyền địa phương đã làm được, đường xá phong quang, cây cối xanh đẹp, chúng tôi đã làm. Nhưng còn chờ quý vị đây, tất cả những cái rêu mốc này đang chờ quý vị, đang chờ tấm lòng của những người con ở hải ngoại, đồng đội chiến hữu của những người đang nằm ở đây đây. Nhưng mà năm này qua năm khác, quý vị vẫn cứ quên anh em hoài, quên anh em hoài. Và rồi những cái tường rêu mốc này, nhà nước đã cho phép các vị sơn lại đi, sửa lại đi, chát lại đi cho đẹp đi, quét vôi đi, quét sơn đi, làm cho nó khỏi rêu mốc đi. Đấy là việc của quý vị, không phải việc của chúng tôi. Thế nhưng mà đây, các vị xem, tất cả những cái này, nhìn những bông hoa này, nhìn những cành cây này, nó tươi mát, nó đẹp như thế này, nó tỉa tót như thế này, không thể không có sức chăm bón của những người công nhân ở nghĩa trang, không thể không có sự chăm sóc của những ban quản lý nghĩa trang, của nhân dân ở đây. Nếu nhân dân ở đây phá phách thì làm gì người ta ngăn cấm châu bò vào đây làm gì để mồ yên mà đẹp cho những người nằm ở đây. Nếu nhân dân ở đây không đồng tình, không mong muốn có một sự hòa hợp, hòa giải, đại đoàn kết dân tộc, không nghĩ đến cái truyền thống của ông cha chúng ta để lại là chúng ta đánh kẻ chạy đi, chúng ta không đánh người chạy lại. Chúng ta tri ân những người ngã xuống vì đất nước, vì dân tộc. Nhưng mà những anh em nằm ở nghĩa trang này họ đang rất tủi thân. Họ đang rất oán trách các quý vị. Bởi vì các quý vị đã quên họ trong cái cuộc chiến như vậy. Rồi các vị lãnh đạo, tướng lĩnh, cựu lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa như chị Phùng Thị Châu nói cũng ra đi. Phải không ạ? Lo cho bản thân mình, gia đình mình, các hậu duệ của mình đang sống ở nước ngoài sung sướng, ấm no, mà để cho người ta mồ mả lạnh lẽo ở đây, không ai chăm sóc. Nếu như không có nhân dân địa phương thương xót họ, hàng tháng thắp cho họ nén nhang, đắp cho họ một xẻng đất, thì có lẽ bây giờ họ không còn mộ ở nghĩa trang này nữa. Tôi nói thế để quý vị thấy một cái sự thật như thế. Trước khi chúng tôi về Việt Nam chuyến này thì cũng có một người họ tới và có nói nhắc tới cái vấn đề nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũ, tức là nghĩa trang này. Không phải ông Nguyễn Tấn Lạc, như nãy giờ ông Nguyễn Thanh Sơn cũng có nhắc tới. Người này nói rằng là họ chính họ đi vào thăm nghĩa trang này và tương đối bị khó khăn khi mà vào đây. Thì không biết là có thể có cái sự không nhất quán giữa cái chính sách từ trên và cái sự quản lý của cái ban quản lý địa phương hay là như thế nào, thưa ông?
Tôi nhắc lại một lần nữa, và anh Vũ Hoàng Lân đã có lần phỏng vấn ban quản lý nghĩa trang Bình An này, và cũng đã nhiều lần anh em ban quản lý nghĩa trang đã khẳng định rằng không có sự ngăn cản, không có sự khó dễ, không có bất cứ một lực cản nào đối với bà con cô bác vào đây thăm phần mộ của những người thân của mình. Và chúng tôi đang thực hiện chính sách hòa hợp hòa giải đại đoàn kết dân tộc, chúng tôi đang thực thi một cái truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại. Chúng ta đang mong muốn cho những người nằm ở dưới các cái phần mộ ở nghĩa trang Biên Hòa này, ở nghĩa trang Bình An này, người ta được yên lòng bởi vì người ta nằm trong vòng tay của dân tộc, của nhân dân. Nhưng mà tôi nói với quý vị rằng nếu những người về đây mà nói rằng là bị gây khó khăn, bị cản trở, thì chính những người đó chưa về đây lần nào. Họ toàn tưởng tượng, bởi vì họ nghĩ ra những cái để bôi nhọ chúng tôi ở bên kia đại dương. Họ nghĩ những cái để chia rẽ dân tộc, chia rẽ anh em chúng ta, gây nghi kỵ. Còn anh Hoàng Lân hỏi câu đó cũng thừa, vì anh vào đây anh thấy rồi. Tôi cho là tất cả mọi cái chứng minh giữa những người không có ai chăm sóc nằm ở dưới kia với những người có gia đình chăm sóc, thì các anh thấy nó khác hẳn nhau. Cứ phải là, có phải là ở đây trong này các anh thấy là toàn mồ mả bị tàn phá, hay là cái nào mà có gia đình chăm sóc thì cũng lè tè thấp ở dưới mặt đất như này? Tôi nói các anh là phần mộ các liệt sĩ chúng tôi ở tất cả các nghĩa trang các anh thấy đều rất thấp, đều rất nhỏ. Nhưng mà các anh thấy là phần mộ của sĩ quan binh lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa nằm tại cái nghĩa trang gọi là nghĩa trang Biên Hòa trước đây của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì rất khang trang, rất đẹp đẽ, rất to cao và đều được ghi tên, ghi tất cả những phiên hiệu của họ trước đây, không ai tàn phá. Thì tôi cho đây là sự thật hiển nhiên rồi, không chối cãi được. Quý vị về tận đây để quay phim chụp ảnh chứ chúng tôi không dàn dựng. Quý vị về tận đây, quý vị tận mắt chứng kiến cái sự thật ở đây rồi, chúng tôi cũng không đạo diễn được tất cả cái gì để mà lừa dối nhân dân. Cho nên tôi một lần nữa kêu gọi bà con cô bác khắp nơi trên thế giới là hãy nhìn về đất nước, hãy nhìn về cội nguồn, hãy nghĩ đến truyền thống của ông bà tổ tiên, hãy nghĩ đến cái đạo đức dân tộc của chúng ta, hãy nghĩ đến những người đã nằm xuống đây một thời vì lý tưởng của các quý vị. Nhưng mà chúng tôi đã thống nhất được đất nước, chúng tôi đã làm nên được một cái trang sử hào hùng mà tổ tiên ông bà mong muốn, đó là đưa Giang Sơn về một mối. Thì các vị hãy vì cái nghĩa cử mà những người anh em nằm đây đã vì quý vị trong rất nhiều thời gian mà người ta đã bỏ cả cuộc sống của mình, các vị hãy nghĩ đến người ta. Các vị về đây để xây cho người ta một nấm mồ cho tử tế. Còn những cái gì nhà nước làm, nhà nước đã làm hết, để cho quý vị thấy một cái sự thật hiển nhiên là một cái khu nghĩa trang rất rộng lớn, được phong quang đẹp đẽ. Và những cái gì là cảnh quan chúng tôi đã làm, những cái gì mà quý vị cần đóng góp vào để mà cho nghĩa trang này nó thêm khang trang, đó là những cái đài tưởng niệm ở đây. Chính phủ đã cho phép các vị sửa sang lại, không ạ, quét vôi, quét sơn cho nó đẹp, cho nó sáng sủa lên. Nhưng mà chúng tôi mong mãi, chúng tôi chờ mãi, chúng tôi kêu gọi mãi, không thấy một sen một cắc nào của các vị gửi về. Chả gửi về cho ai và chả có tổ chức nào về đây để mà nói rằng chúng tôi sẵn sàng đóng góp tiền để xây dựng mộ, để tu sửa lại nghĩa trang. Chỉ có về nói không, về chỉ kiến nghị, khuyến nghị, rồi thì đi. Thế rồi xuyên tạc, thế rồi thì lại để cho chúng tôi lại phải làm tiếp. Tôi cho rằng những cái việc làm đó của những quý vị đó, nó thực sự đem lại những cái điều rất đáng buồn cho những người đang nằm ở dưới khu đất này. Đoàn khách Việt Kiều lần này về thì vừa đi chuyến đi Trường Sa đã dự một cái lễ đại cầu siêu, trong đó có cầu siêu và tưởng niệm cho kể cả hai phía đã tử trận. Và hôm nay thì đi hai cái nghĩa trang cũng của cả hai phía. Đó có phải nằm trong một cái thông điệp nào đó muốn đưa ra thưa ông? Tôi cho rằng là thông điệp rất rõ ràng. Thông điệp của những người dân Việt Nam ở trong nước hiện nay, những người chủ của một đất nước đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Những người chủ của đất nước đang ngày có vị thế trên thế giới, trên trường quốc tế, chúng tôi muốn nhắn nhủ tới quý vị rằng hãy bỏ qua cái hận thù, hãy bỏ qua cái suy nghĩ, hãy bỏ qua cái nhỏ nhen cá nhân quý vị đi. 40 năm rồi, quý vị hãy trở về để lo cho những anh em nằm đây đã một thời vì quý vị. Quý vị hãy trở về để tận mắt chứng kiến cái sự đổi thay của đất nước. Quý vị hãy trở về để tận mắt chứng kiến những gì nhân dân trong nước đang làm cho anh em ở đây cũng như cho quý vị. Tôi nghĩ rằng là nếu quý vị không trở về thì quý vị một ngày đó sẽ hối tiếc, bởi vì tuổi quý vị cũng rất cao rồi, sức có hạn. Mà nếu trí tuệ minh mẫn thì còn đỡ, nếu trí tuệ mà lú lẫn thì không phân biệt được trắng đen, không phân biệt được chính tà, không phân biệt được chân lý và sự thật, thì tôi rất tiếc cho quý vị. Tôi mong rằng quý vị hãy sớm, những người mà kêu gọi thường xuyên chống cộng, một số anh em như kể cả David Nguyễn ở đây, ông Nguyễn Ngọc Lập ở đây, bây giờ người ta cũng thấy được chân lý. Quý vị về đây quý vị thấy rằng là đấy, những làn gió mát ở đây chứng tỏ anh em đang hưởng ứng cái lời nói của tôi. Bởi vì anh em cũng đang mong muốn quý vị về đây đi. Quý vị hãy lo cho người ta đi, cũng như người ta đã ngã xuống vì Việt Nam Cộng Hòa của quý vị trước đây. Nhưng cái mục đích lý tưởng đó không đạt được. Các quý vị muốn thống nhất đất nước nhưng quý vị không làm được. Chúng tôi đã làm được.
và chúng tôi đã tha thứ, thì quý vị nên về. Đế quốc Mỹ chúng ta còn tha, thì tôi cho rằng là anh em chúng ta cùng một bào thai, cùng một dòng máu, chúng ta phải nghĩ rằng trong lúc này quý vị đang còn rất ít, lực quý vị rất yếu, uy tín quý vị không còn, mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ vẫn nghĩ đến quý vị, chia bàn tay đại đoàn kết dân tộc cho quý vị, đừng bỏ lỡ thời cơ sau liên tiếp. Kính thưa Thứ trưởng, chúng tôi là những cái người chống cộng cực đoan, mà chính Thứ trưởng nói trong lần này tôi sẽ mời anh Nguyễn Ngọc Lập là người chống cộng cực đoan và có sách lược, thì thưa Thứ trưởng làm sao tôi có thể về để tôi làm được. Nhưng ngày hôm nay tôi trở về đây thắp nhang trên bàn thờ Tổ quốc và các anh em liệt sĩ, thì chúng tôi rất là thông cảm trong những cái người vẫn còn chống đối, thì xin Thứ trưởng hãy cho chúng tôi một cơ hội để chúng tôi làm lại nghĩa trang cho anh em. Và chúng tôi đã bày tỏ cái lòng kính trọng đối với lại những anh em mà chúng tôi đã có một thời bắn giết, thì tôi nghĩ rằng cái đó nó mang tính cách rộng lượng của Đảng và Nhà nước hơn. Kính cảm ơn. Tôi nghĩ rằng là những lời của anh Nguyễn Ngọc Lập ấy, Đảng và Nhà nước, Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền hiện nay đang chờ các anh thể hiện cái tinh thần như lời nói của anh. Tức là các anh hãy hợp tác với nhân dân trong nước, các anh hãy vì những người đang nằm đây mà các anh thể hiện cái tấm lòng của anh đi. Và tôi cũng kêu gọi bà con, cô bác ở khắp nơi trên thế giới, hãy vì nghĩa cử, hãy vì tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hãy nghĩ đến những anh em nằm ở đây không có người chăm sóc, mà quý vị hãy thương xót lấy họ, quý vị hãy quyên góp để mà có được một cái khoản ngân sách giúp cho chính quyền địa phương và nhà nước, vì nhà nước không thể làm hết tất cả được. Cho nên tôi xin thưa với quý vị rằng là với những cái để mà chúng ta có cảnh quan khang trang như thế này, với cái để chúng ta có thể về đây thắp hương đặt những lễ vật lên để dâng cúng anh em đang an nghỉ ở đây, cũng thể hiện được cái tấm lòng nhân đạo của nhân dân và chính phủ. Tôi mong muốn là những lời nói của anh Nguyễn Ngọc Lập cũng như là những cái lời kêu gọi của tôi, nó sẽ đến tai bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới, nó sẽ ngấm vào trong trí tuệ, trí óc và tấm lòng sâu thâm khảm của những người mà vẫn hiện nay nhân danh là lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam ở Mỹ, chủ yếu là Mỹ, để các quý vị thấy rằng là các quý vị còn lâu mới so sánh được với những anh em đang nằm ở đây. Và tôi nghĩ rằng là cái ngần này, những cái vẻ đẹp, những cái cảnh đẹp của môi trường, cảnh quan ở nghĩa trang Biên Hòa hôm nay, nó là chứng minh tấm lòng nhân dân cả nước, tấm lòng của chính quyền địa phương đối với những anh em đang nằm ở đây. Và tôi cho rằng là nếu quý vị không tận dụng thời cơ, quý vị không tranh thủ để mà về để mà tu sửa nghĩa trang cho anh em, rồi đến lúc mà những người ấy, mà đã từng lãnh đạo họ trong cái quốc gia gọi là Việt Nam Cộng Hòa, mà nếu bây giờ không về với người ta, không lo cho người ta, rồi đến lúc nào đó các quý vị có nhắm mắt xuôi tay, các quý vị cũng không thể yên tâm khi các quý vị đã làm cho những anh em nằm đây người ta đau khổ, người ta đã chết lần thứ hai về quý vị, vì quý vị đã bỏ quên người ta. Và cá nhân tôi hôm nay trước vong linh hồn những anh em nằm ở đây để thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hòa hợp hòa giải, tôi xin đóng 5 triệu đồng tiền Việt Nam để xây 5 ngôi mộ cho anh em, những người không có ai chăm sóc. Và tôi sẽ chỉ 5 ngôi mộ đó để tôi nhờ ban quản lý nghĩa trang. Mời bác ra đây. Tôi gửi đây rồi bác vào sổ, rồi bác sẽ giúp cho tôi 5 ngôi mộ ở phía ngoài đó. Cái ngôi mộ nào lún sụt nhất mà hiện nay có thể nói là chỉ còn một ít nấm ở trên thôi, thì bác giúp cho tôi 5 ngôi. Đây là tấm lòng của tôi để thể hiện một cái tình cảm, một cái nghĩa cử đối với anh em ở đây. Thế và những người mà đã tiếp tục đóng góp thì chúng ta cũng sẽ vào sổ, chúng ta ghi rõ những cái phần mộ nào họ muốn xây và chúng ta làm cho người ta, để chúng ta thấy rằng là chúng ta chủ động làm, chứ chúng ta không nói và chúng ta không làm. Chúng ta nói là chúng ta làm. Cô Nguyễn Nguyệt Rạng, cô nói gì về cái vấn đề cái nhang cháy là như thế nào thưa cô? Để mà tưởng niệm tới những người đã nằm xuống, thì bóng dân bỗng nhiên cái lư hương này nó cháy nhẹ thôi, nó cháy ít thôi, nhưng mà không ngờ nó cháy lên cao ngọn, cháy lên. Tôi mới thấy là có một hiện tượng quá lạ, tôi mới kêu gọi các những người chứng kiến ở đây lại coi cái hiện tượng lạ. Tôi trong lòng tôi đang nghĩ, chợt nghĩ liền là những cái linh hồn của những người đã khuất nằm ở đây,
họ hy sinh xương máu để cho những người trở thành danh tướng, mà bây giờ họ không có nghĩ tới những người đồng đội đã nằm xuống cho cái danh tiếng của họ. Họ bỏ quên đồng đội, những người tướng tá đó đó. Chẳng hạn như tôi muốn nói tới ông Trần Thiện Khiêm hiện giờ đang còn sống. Tài sản của họ đời cháu chích ăn chưa hết nữa, mà những đồng đội của họ nằm đây, họ không nghĩ một chút xíu nào, họ không nhắc một tiếng. Danh tiếng, danh tướng xây thành dạng cốt khô. Họ đã trở thành danh tiếng và xương máu đã ngã xuống cho cái sự danh tướng của họ. Và họ bỏ rơi, họ bỏ rơi những người xương máu của họ để xây thành cho họ. Và họ là những người bỏ chạy, những người bỏ chạy đầu tiên. Tôi nghĩ là tất cả những vong hồn của các chiến sĩ mà đã nằm xuống cho mấy cái ông tướng tá đó của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa đó, đã hiện về đây linh thiêng và chứng giám cho những người đó tới đây để chứng kiến cái cảnh này và chứng kiến những cái lời của ông thứ trưởng nói về những cái ý thức hệ của một ý thức hệ khác mà họ bây giờ họ đang kêu gọi, họ muốn trở lại cái quyền lực xưa để họ được những cái quyền lợi cũ của họ, mà họ không có nghĩ gì tới những người đã chết, xương máu gì họ nằm ở đây. Tôi nghe những lời ông thứ trưởng nói, như ông Lập nói, chúng tôi im lặng và chúng tôi thấy nhục. Ban quản lý cho xin một nắm nhang nữa. À, đây không? Em tôi Nguyễn Phương Trường đã nằm trong những nghĩa trang này. Ở đây họ về họ hiện hiện ở đây, họ đốt cháy hết những nén nhang này để họ chứng cho cái tinh thần và cái tấm lòng của những người đã đến đây hôm nay. Cho nên là họ đã hóa hết để họ chứng minh rằng là họ đã đến đây, họ đã ở đây, họ đã nghe lời nói của chúng ta, họ đã nghe tấm lòng của chị. Cho nên là chị cứ yên tâm. Tôi nghĩ rằng là nhân dân trong nước cũng sẽ không để cho anh em người ta lạnh lẽo như thế này đâu. Hiển hiện là cái ban thờ, cái lư hương. Nhà nước làm ở đây nó rất khang trang, nó rất là lớn để cho chúng ta có thể dâng lễ vật được. Tôi nói ví dụ như là theo cái truyền thống và cái phong tục ấy, của Phật giáo thì những cái nén hương còn lại đang cháy dở ngắn như thế này là thể hiện cái sự vui mừng của những người đang nằm ở đây, thể hiện cái sự đồng lòng của những người đang nằm ở đây về những lời nói của chúng ta. Họ đang mong muốn quý vị trở về để giúp cho họ mối yên mà đẹp. Nó hỏi xem hương đâu để ta cắm cho anh em người ta đi xuống. Tôi đã anh Lập ạ. Đấy anh thấy không? Không có hoa tươi thường xuyên thì cũng vẫn có hoa hai bên. Cây cảnh lư hương. Anh thấy anh Lập thấy không? Thấy kìa, anh Lập nhìn thấy chưa? Lúc nào cũng có nhang để đây dư thừa để mọi người đến thiếu nhang để thắp nhang. Anh ơi. Đây là vòng hoa của đoàn kiều bào thăm Trường Sa năm 2014 kính viếng. Tôi kêu gọi tất cả những anh em cùng đoàn Cộng Hòa tại hải ngoại, anh em nghe lời tôi đi hết về một lần rồi các anh có một quyết định đâu.
chị ra ngoài. Không, ra mở sổ, mở sách, mở mã số. Các quý vị so sánh rõ ràng vừa mới vào thôi. Một ngôi mộ như này đấy, tôi trả lời câu của anh Vũ Hoàng Đân. Một cái ngôi mộ được xây lại tử tế khang trang như này, có người chăm sóc bằng cả 10 cái ngôi mộ của liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ của Việt Nam. Đấy là một sự so sánh còn tương đối là khốc khảnh. Bởi vì mộ liệt sĩ của tôi là người ta đều rất khiêm tốn, nằm chỉ thấp từ đầu gối trở xuống, không có cái mộ nào cao hơn. Thế và người ta rất là nhỏ, người ta nằm cạnh nhau. Nhưng mà đây, một người xây như thế kia. Tôi hỏi các anh là anh Vũ Hoàng Lân cứ tự so sánh và để cho bà con xem cái hình ảnh thực tế, chúng ta không nói nhiều, để có một sự so sánh cho chính xác, để mà người ta tự thấy cái chân lý nó nằm ở chỗ nào. Những người cố tình nói bậy đấy bạn, đạo đức giả ở bên ngoài, người ta sẽ xấu hổ, lương tâm ta bị chất vấn bởi những người nằm đây. Các vị làm cũng rất đơn giản nhưng nó vẫn còn nguyên si. Không có một ngôi mộ nào bị đập phá, không có một ngôi mộ nào mà các anh có thể thấy rằng là bị xâm lấn bởi sự phá hoại, không có. Tất cả những ngôi mộ này từ năm 75 qua chị Phùng Tuệ Châu ạ, có ai phá phách đâu. Thế vào đây những ngôi mộ đá đỏ đây, những ngôi mộ sơn xanh kia là những ngôi mộ đã được gia đình đến nhận chăm sóc. Sự thật nó ở chỗ này. Xin thưa các quý vị ở hải ngoại, các quý vị cứ nói những cái chuyện tào lao đâu đâu, nhưng mà đồng đội quý vị, các quý vị quên, tôi cho đây là cái sự xấu hổ nhục nhã. Những người mà mà nói không đúng sự thật bên ngoài đây, hãy nhìn những ngôi mộ đây. Đây là những ngôi mộ xây từ trước năm 75, thậm chí bia đá còn nguyên si, không ai phá cả. Thế mà bên ngoài thì nói là cộng sản phá hết rồi, san bằng hết rồi. Có bảo ạ, đây tất cả những ngôi mộ còn nguyên, kể cả bia, kể cả tấm đá ở bên trên, nhưng mà ở phía dưới đất nó bị lún, nó bị sụt vì không có gạch xây. Đấy, bây giờ tất cả còn như thế này. Và những ngôi mộ đã được xây sửa đây, các vị so sánh đi. Những ngôi mộ trước năm 75, những ngôi mộ có gia đình đến nhận đây, tôi lạy vong linh hồn các quý vị đang nằm đây hãy chứng cho. Và tôi xót xa thay cho anh em. Tôi xót xa thay cho anh em. Bởi vì anh em nằm đây mà anh em đã bị người ta lãng quên. Đúng như là chị Huyền Rạng nói, các vị cứ tự xưng là thế này thế nọ ở hải ngoại, hãy nhìn trước vong linh người ta mà xấu hổ, đến trước vong linh người ta mà sám hối. Các quý vị hãy trở về để sám hối trước những anh em này đi. Đấy, bao nhiêu những ngôi mộ từ năm 75 đến giờ còn nguyên si, ai phá vách không? Thế mà bên ngoài thì chỉ được cái là tuyên truyền bày bạ, nói lếu nói láo. Đấy, anh thấy không? Nếu không có sự chăm sóc, không có chặt cây tỉa cành thì tôi hỏi anh, nguyên cỏ nó lên hai bên này đã không đi nổi, nguyên cỏ nó lên nó tùm không đi nổi, đừng nói là đường đã phong quang như này, lại còn cắm cửa biển cấm cho trâu bò vào, cho những ngôi mộ kia được yên lành. Như vậy là tất cả những ngân sách để mà giữ như vậy đó hiện nay là từ đâu ạ? Tất cả là do ngân sách của địa phương. Mặc dù ngân sách đang rất eo hẹp, chúng tôi còn đang rất khó khăn, nhưng mà ngân sách của địa phương tôi nói với lại quý vị rằng là cũng không có nhiều, còn đang phải xóa đói giảm nghèo, nhân dân địa phương đây còn nhiều hộ nghèo mà người ta phải trích một cái phần kinh phí ta ra để thuê người chăm sóc cho cái khu mộ này, thuê người tỉa cây cắt cỏ cho khu mộ này. Quý vị hay là các quý vị hãy lo cử người chăm sóc cái này đi đã, các quý vị hãy lo đỡ cho địa phương cái ngân sách này đi đã, cũng đã là tốt rồi. Tôi thấy nhục nhã, tôi thấy rất là nhục nhã cho những con người ở hải ngoại xuyên tạc, nói không đúng sự thật. Và đau lòng cho anh em nằm đây, rất đau xót cho anh em nằm đây. Người ta có thể phì nhổ vào những người lãnh đạo của người ta trước đây đã bỏ rơi người ta và để cho người ta như thế này. Thế rồi
bên ngoài lại còn vu khống, lại còn xuyên tạc, lại còn nói không đúng về bản chất sự việc. Tôi cho là ngàn lần đau xót cho anh em. Anh em người ta oán hận chứ, người ta cũng là vong linh hồn của con người chứ. Quý vị để người ta như thế này, đấy những người, những gia đình chăm sóc đấy, anh còn lần quay kỹ những mộ đã được xây đi, có ai ngăn cấm không? Thích xây kiểu gì thì xây. Còn khô đẹp hơn cả cái trang này. Chính nghĩa quốc gia mà quý vị vẫn gọi là chính nghĩa quốc gia. Để rồi bây giờ cái chính nghĩa đó điêu tàn ở bên ngoài khi mà các quý vị quên người ta nằm đây, các quý vị hô hào như lời lẽ dốc tích, đạo đức giả. Ngàn lần nhục nhã đối với lại những người đang nằm đây. Tôi bác quản trang rồi, tôi đề nghị chọn 50 mộ của tôi công đức để xây. Xây 1, 2, 3, 3 ngôi này, hơn 5 cái ngoài này đấy. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm vị này tôi sẽ xin bỏ tiền công đức để tôi xây cho quý vị. Tôi không biết quý vị là ai, nhưng mà tôi đau xót cho quý vị, cho các anh em làm đây. Tôi rất đau xót cho anh em làm đây mà lãnh đạo của quý vị trước đây đã từng bỏ quên quý vị. Nay tôi đến đây tôi xin công đức để xây 5 ngôi mộ này cho anh em. Trước mắt là tôi xây 5 ngôi mộ như thế này để cho anh em có nhà cửa đàng hoàng tử tế, không phải chịu màn trời chiếu đất. Mong các anh em hãy thông cảm và chứng cho tôi, đồng hành với tôi. Bác đánh dấu giúp tôi 5 cái ngôi mộ lún nhất này nhá. Một này nhá, một. Cái này chắc khả năng lấy cốt rồi đó. À lấy cốt rồi hả? À nếu thế thì đây. Ba ngôi này, một ngôi kia là 4 nhá. Hay thôi là làm luôn 5 ngôi này đây. Đây, liền nhau đây. Làm liền. À. Ông quản lý nói là cái này là có khả năng lấy cốt, có nghĩa là gia đình nào muốn lấy cốt đi thì có quyền lấy mang đi. Đúng rồi. Có quyền lấy mang đi. Nhu cầu của gia đình thì là đem về là về quê để ăn táng, gần gũi thì người ta cứ đem. Thấy chưa? Lấy anh quý anh tên gì? À tôi tên Phát à. Cái gì Phát à? Phạm Tấn Phát. Phạm Tấn Phát. Anh làm gì ở đây ạ? Trưởng ban. Trưởng ban quản lý. Trưởng ban quản lý ở đây hả? Đúng rồi. Lựa 5 ngôi mộ một cách ngẫu nhiên hay là vì trên cơ sở nào? Tôi trên cơ sở nhìn thấy ngôi mộ nào bị lún nhiều nhất, những ngôi mộ nào mà nó bị xói mòn nhiều thì chứng tỏ là nó không có ai chăm sóc cả. Thì tôi lựa chọn 5 ngôi mộ đó để tôi công đức để xây cho anh em nó có nhà cửa tử tế họ ở. Thế rồi có điều kiện ta sẽ tiếp tục sau. Đây tôi chọn 3 ngôi mộ này, 5 ngôi này. Bác quản trang nhé. 1, 2, 3 nhé. Với hai cái. Đây hai cái năm. À, sẵn có bác quản gia với ông Nguyễn Thanh Sơn đây thì nếu mà sau cái phóng sự này nhiều người muốn đóng góp thì liên lạc như thế nào và với ai và với những cái tôi nghĩ cái... là nếu mà mọi người muốn đóng góp thì trước hết quý vị phải lập ra một cái quỹ, do quý vị tự tổ chức một cái quỹ hoặc là một cái nhóm có trách nhiệm. Thế sau đó là về làm việc với lại ban quản lý nghĩa trang. Chúng tôi có ban quản lý nghĩa trang quản lý đàng hoàng cái nghĩa trang này và chịu trách nhiệm toàn bộ về các vấn đề trong nghĩa trang. Theo quy chế chúng tôi đã có. Tôi có một cái đề nghị nhỏ thế này thưa thứ trưởng. Chúng ta khoan kêu gọi cái quỹ đóng góp vì nó rất là khó khăn đối với hải ngoại. Thì tôi bởi đề nghị, tôi đề nghị có một cái giải pháp, tức là nên đưa ra những cái thông cáo như ông trưởng ban quản lý đây đó, nên gửi ra những thông cáo gửi phổ biến rộng rãi các cơ quan báo chí truyền thông truyền hình radio hải ngoại, đăng những thông cáo rõ ràng của cái ban quản lý này là chúng tôi mở rộng cửa để mời quý thân nhân đồng bào. Không có, tôi nói anh Lý Kiến Trúc không làm thế được. Bởi vì là cái nghĩa trang Bình An này, nghĩa trang Biên Hòa này đã đưa rất nhiều thông tin. KBCHN rồi thì là Phố Bôn Sa TV, Việt Weekly, báo chí trong nước đã đưa rất nhiều về nghĩa trang này. Nhưng mà tôi thấy rằng là các quý vị hầu như không nghĩ đến anh em nằm đây, các quý vị chỉ nói lời thôi. Các quý vị không có hành động thiết thực đâu. Cho nên các quý vị, kể cả anh Lý Kiến Trúc có nói tôi hôm nay ở đây ấy, thì tôi cũng nói với anh Lý Kiến Trúc rằng anh hãy về California, về quận Cam của anh ấy. Anh nói rõ cái sự thật thôi, tôi không cần anh phải nói cái gì hơn cho chúng tôi.
anh chỉ nói rõ cái sự thật là cái nghĩa trang đang được chính quyền địa phương và chính phủ rất quan tâm, đã làm hết lòng để mà có thể, nhưng ngân sách có hạn, địa phương còn nghèo, chúng tôi không thể làm hết thay các anh được. Trong khi các anh luôn luôn xuyên tạc đường lối chính sách chúng tôi trong nước làm, hôm nay các anh về tận mắt chứng kiến một cái ngôi mộ bình thường của một quân nhân bình thường nằm ở đây bằng 5 bằng 10 ngôi mộ liệt sĩ của chúng tôi tại nghĩa trang. Các anh đã đến, các anh thấy rằng là đó là sự so sánh hoàn toàn không có một tí khẩu khách nào cả. Cho nên tôi đề nghị là thế này, để mà quyên góp được các vị ở hải ngoại rất khó, các vị quyên góp cho những người nằm ở đây vì chính nghĩa quốc gia một thời, đã vì những người lãnh đạo của chính nghĩa quốc gia các quý vị để rồi các quý vị vẫn phải bỏ chạy, thì các quý vị quyên góp cho anh em rất khó. Nhưng mà các quý vị quyên góp tiền để đi đấu tranh chống cộng thì rất dễ, mà tôi nói rằng bớt biểu tình đi để tiền mà xây mộ cho anh em. Xây mộ cho anh em thì quý vị phải đứng ra để mà làm việc với ban quản lý. Ban quản lý không thể làm việc với từng người một, mà ban quản lý người ta phải làm việc với một tổ chức hoặc là một cái quỹ nào đó, do các vị đứng ra, các vị quyên góp được người này tiền, các vị đem về, các vị có tư cách được kiều bào ủy nhiệm cho quý vị làm cái việc này với cái sự tin tưởng của kiều bào. Thế rồi các vị về đây, các vị làm việc với ban quản lý nghĩa trang, các quý vị định xây khu nào, mộ ra làm sao, vật liệu như thế nào, giá thành bao nhiêu, thì người ta sẽ đưa cho quý vị một cái bảng liệt kê rất minh bạch, rất rõ ràng để quý vị lựa chọn. Sau đó thống nhất người ta phải ký hợp đồng với quý vị, không ạ? Người ta phải lựa chọn những công ty chuyên môn xây mộ đảm bảo chất lượng để ban quản lý người ta chịu trách nhiệm về cái việc này. Và đấy mới là cách làm việc. Chứ còn tôi nói là cứ hô hào xuông xuông rồi cứ nói là quyên góp thì có thể như tôi quyên góp, anh quyên góp, những người kia quyên góp là chúng ta vì tấm lòng. Chúng ta đau xót những người nằm ở đây, chúng ta tự làm. Nhưng mà nếu như cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt ở Mỹ, mà không đứng ra thành lập một cái quỹ hoặc là có một cái tổ chức chính thống để mà về đây làm việc với chính quyền địa phương để xây cho anh em. Các vị nói tu bổ nghĩa trang Biên Hòa, mà cá nhân các vị làm thế nào được? Mà tôi cho rằng là cá nhân các vị làm không được, mà tổ chức lớn các vị càng làm không được, vì các vị không có đoàn kết. Là Lê Thanh Hải. Đây. Vâng, cũng 1 triệu đồng đây, luôn. Vâng. À, hai đều. Mình đang thu đó. Rồi. Cho Pi Đăng Nguyễn là 1 triệu. Hai ngôi. Rồi.